Mỗi năm thì cả nước có hàng trăm người tự tử bằng lá ngón, nhiều nhất là đồng bào dân tộc Mông và số ít hơn là người Thái và một số người dân tộc ít người như là Kháng hay Cơ Mú ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Tỉnh có số vụ tự tử nhiều nhất mỗi năm đó là tỉnh Điện Biên, vùng mà có số tự tử từ lá ngón nhiều nhất là Tây Bắc. Vâng, và theo tôi được biết thì chị Quỳnh Hoa, nguyên nhân xuất phát từ do nhận thức của người dân rất nhiều. Đôi khi chỉ vì những lý do rất nhỏ như là trẻ em thì buồn vì cha mẹ không mua cho chiếc điện thoại mới, bộ quần áo mới, chiếc xe máy để bằng bạn bằng bè, thậm chí là bạn bè thì thách đố nhau. Với người lớn thì lý do chủ yếu là vợ chồng cãi nhau, giận hờn hay là ghen tuông cũng có thể tìm đến với lá ngón. Và tỷ lệ tử vong của những vụ này rất lớn và số cứu sống thì cũng rất là hạn hữu. Và vì thường là người đi ăn lá ngón đều đi một mình và giấu người khác nên khi mà phát hiện thì đã quá muộn. Mới đây thì một phụ nữ Mông tại Nghệ An đã may mắn được cứu sống sau khi mà ăn lá ngón tự tử. Mới đây chị Phòng Thị Ca trú tại bản Bà Khốm, xã Chi Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An do xích mích vợ chồng nên đã ăn lá ngón tự tử, được người nhà đưa đến trạm xá xã Chi Lễ trong tình trạng toàn thân cứng đơ, tím tái. Trạm xá xã Chi Lễ cùng bác sĩ Lê Anh Đức, trạm quân dân y kết hợp đã dùng bài thuốc nam do bác sĩ Đức tự pha chế để loại bỏ độc tố trong dạ dày. Sau 2 tiếng đồng hồ tích cực cấp cứu, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Đến nay, bài thuốc nam của đại úy bác sĩ Lê Anh Đức đã cứu sống kịp thời 7 bệnh nhân tự tử bằng lá ngón.